Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình lại tiếp tục chia sẻ về vấn đề châm cứu. Hôm nay thì mình đến những cái bệnh cuối cùng rồi. Bây giờ còn vài bệnh nữa thôi. Thì các bạn cố gắng nắm bắt để có thể về sau chữa bệnh cho mọi người, để giúp đỡ mọi người nâng cao sức khỏe. Bệnh tiếp theo mình muốn chia sẻ là bệnh lắc mắt. Triệu chứng là lòng đen mắt lác, về đầu con mắt lòng trắng mắt lác, là lắc trong. Lòng đen mắt lác, về đầu con mắt lòng trắng mắt, là lắc trong. Lòng đen mắt lác, về đuôi con mắt lòng trắng, hở nhiều về đầu mắt, là lắc ngoài. Còn có trường hợp là lắc trên và lắc dưới. Nghĩa là sao? Lắc trong ấy là nó sẽ nhìn vào trong. Đây, lắc ngoài nó sẽ đi ra ngoài, lòng đen đi ra ngoài này. Đấy, nôm na như vậy dễ hiểu. Bệnh lắc mắt thường thấy ở trẻ con, càng chữa sớm thì càng tốt, để lâu thì khó chữa hơn. Cái này thì các bạn sẽ gặp ở trẻ con đấy. Lý là sinh ra đã bị lắc mắt ngay là do thiên thiên, sau khi bị kinh phong co giật hoặc là di chứng viêm não, mắt bị lắc gọi là kinh lạc co giật thành lác. Pháp là tả bên lác và bổ bên không, nghĩa là bổ bên lành đấy, cho ngay vào chính giữa là khỏi. Phương huyệt được gồm có tình minh, đồng tử liêu và ngư yêu. Thì cái ba huyệt này, thì cái huyệt đồng tử liêu và huyệt tình minh hình như là mình có chia sẻ cho các bạn. Thì chỗ này là khó nhất là huyệt tình minh thôi. Còn đồng tử liêu thì mình nghĩ là châm nào cũng không bình thường, nó không có khó lắm. Thì mình có chia sẻ trong những cái huyệt khó châm ấy. Giải thích là cách dùng huyệt là lắc trong thì tả tình minh cho kinh mạch giãn ra, bổ đồng tử liêu hoặc ngư vĩ cho kinh mạch bên ngoài giãn ra, bổ tình minh để kéo vào bên trong. Lắc trái tả ngư yêu bổ tứ bạch, lắc ở dưới thì bổ ngư yêu bạch hội. Chủ yếu là châm phương huyệt này thì cần cẩn thận khi châm vào huyệt, mũi kim hướng ra ngoài, không châm vào nhãn cầu là được. Tại vì khi ví dụ như là các bạn châm cái huyệt ngư yêu này dưới ở tứ bạch, xin ngư yêu đúng không? Không phải, như tứ bạch nó nằm ở dưới rồi, đây là ngư yêu ở đây, thì các bạn khi các bạn châm ấy thì các bạn sẽ để cái tay đây để chặn lại để không nó bị đâm xuống nhãn cầu ấy. Các bạn để cái ngón này ở đây, các bạn châm, một tay giữ, một tay châm ở trên này. Thì đó, thì để cho nó đỡ đi vào nhãn cầu, cũng như là cái huyệt đồng tử liêu. Tình minh thì đương nhiên các bạn châm thẳng rồi, nó không có bổ tả gì hết nhá. Khi đã khỏi thì thể châm bình, bổ bình tả 5 đến 10 lần để củng cố cho khỏi tái phát. Sau bóp là dây ấn các huyệt trên, có thể vê lông mày trên có ngư yêu và toàn trúc đấy. Tiếp theo là bệnh quáng gà. Lý là do can khí huyết hư kém. Quáng gà ở đây là những trường hợp mà ví dụ các bạn bổ sung vitamin A mà nó vẫn còn quáng gà ấy. Thì những trường hợp mà đến ví dụ trời chuẩn bị sập tối ấy, là người ta sẽ khó nhìn, kiểu giống như là mắt nó sẽ không còn tinh nữa, kiểu giống là nó mập mờ, nó khó nhìn lắm, gọi là quáng gà. Còn cụ thể nào thì các bạn có thể lên trên Google các bạn search nó sẽ rõ hơn. Pháp là tư bổ can thận điều hòa thị lực. Phương huyệt là tình minh, thúc tam lý, quang minh, mệnh môn, thận du, can du. Trong số này thường xuyên dùng huyệt tình minh và huyệt quang minh, còn lại là luân phiên xen kẽ. Hình như là quang minh, hình như là trên mắt quáng cá ngoài năm thốn đấy bạn. Nó hình như nằm kinh thúc thiếu dương đởm, mình nói chung là có thể đúng có thể sai, mình nhớ không được chính xác lắm tại lâu lắm rồi. Da giảm là có nặng đầu mắt thêm hợp cốc, có chóng mặt thêm hành gian. Giải thích là các huyệt tình minh, quang minh chủ trị về mắt làm sáng mắt, cho nên nó mới gọi là tình minh và quang minh đấy. Mệnh môn can du, thận du để điều hòa âm dương, tư bổ thận, nhuận can, làm cho mắt sáng. Đây là tư thận nha các bạn nhé. Mắt sáng bình thường không còn hoàng hôn là không trông thấy nữa. Thì đó là cái ý nghĩa của phương huyệt. Thì các bạn cứ châm đi. Rồi các bạn nên nhớ là châm cái này thì mình chủ yếu là châm, không có điện châm. Này tất cả những cái này là chủ yếu là châm tay, không có điện châm đâu.
cho nên là các bạn đừng có châm điện nhá. Tiếp theo là những trường hợp da thịt máy động căn phong, triệu chứng là có trường hợp da thịt trong toàn thân bị giật mạnh hay máy động nhẹ, hoặc là chỉ riêng các cơ quan ở khu vực mắt. Mắt bị chứng này ở mức độ nặng có thể làm ngã vật, hôn mê bất tỉnh. Lý là can phong nội động, thanh trừ phong thấp, đảm nhiệt sơ can giải uất. Phương huyệt là khi bị ở đầu thì châm bách hội phong trì, khi bị ở khu mặt mắt thì phong trì ti trúc không thái dương, địa thương quyền lương giáp xa. Khi bị ở nửa người trên thì phong thị dương lăng hành gian, âm lăng và phong long. Khi bị nặng cần dùng phương huyệt cấp cứu hôn mê. Khi nửa người trên ấy, các bạn thấy những cái huyệt này đều nằm ở dưới phần chi dưới cả. Tại sao? Để cho nó cái khí huyết ấy nó giáng xuống, nó không còn thăng lên trên ở trên người trên, cho nên đỡ bị giật. Tiếp theo là khi nặng cần dùng phương huyệt cấp cứu hôn mê, giải thích cách dùng huyệt khúc trì trừ phong nhiệt, nội quan dương lang hành gian để sơ can giải uất và dẹp phong ở trong, gọi là nội phong đấy, nghĩa là hỏa cực nó sinh phong đấy. Những trường hợp mà hỏa cực sinh phong là phong ở trong đấy các bạn. Âm lăng để trừ thấp, phong long để trừ đờm đó. Các huyệt nằm mà ảnh hưởng đến cục bộ đang có da thịt máy động thì dùng các huyệt của ba khu vực, hoặc là chọn 1-2 huyệt ở mỗi khu vực thôi. Nếu chỉ có một bộ phận thì dùng huyệt ở khu vực ấy thêm 2-3 huyệt sơ can tiêu đờm, lợi thấp, phong đàm thấp, nhiệt hết thì sẽ hết máy động. So bóp thì bấm các huyệt trên lưng gồm các huyệt đặc biệt như can du và cách du. Thì cái này thế này, kinh nghiệm của mình á, da thịt máy động thì các bạn phải chẩn đoán. Những trường hợp mà sau tai biến mạch máu não thì có những trường hợp mà ví dụ như là người ta bị, hoặc là không tai biến mạch máu não, người ta có trường hợp mà bị hội chứng ngoại tháp. Hội chứng ngoại tháp thì nghĩa là nửa bên người nó có giật, nó cứ rung như vậy. Thì những trường hợp mà hội chứng ngoại tháp ấy thì mình điều trị cái trường hợp thì nó bớt rất là ít, tại vì nó tổn thương ở trên não bộ rồi. Còn ở đây cái trường hợp can phong da thịt máy động ở đây ấy, là những trường hợp á, là tự nhiên những trường hợp mà ví dụ như trên nền khí huyết nó bị hư suy cộng với can khí uất kết, uất quá nó sẽ hóa hỏa ấy. Những trường hợp mà tức giận quá, mặt đỏ bừng bừng xong bốc hỏa lên, xong tự nhiên nó sẽ bị giật. Thì những cái trường hợp mà nó da thịt nó máy động như mà bị can uất ấy, thì mình chủ yếu là mình xem, mình đầu tiên là phải tả thái xung hành gian đó, châm tả đờm du, bổ can du, xem nó có cái nó xem mạch, tự xem nó là chủ yếu là những cái hội chứng gì. Ví dụ như nền can huyết hư ấy thì mình phải bổ những huyệt bổ huyết như là túc tam lý, tam âm giao và huyết hải. Khi đó thì mình, lúc trường hợp đó thì mình thường thường là tả, thường thường nó sẽ bị giật ở trên khu vực tai này, mặt này, mắt, thì mình sẽ châm những huyệt tại chỗ tả là chính. Và cuối cùng là mình sẽ châm những huyệt trừ phong như ế phong, phong trì đó. Còn những cái huyệt tại chỗ thì mình sẽ châm tả, thì những trường hợp đấy thì nó sẽ hết. Thì đấy là cái kinh nghiệm mà chữa những cái trường hợp mà da thịt nó máy động, nó giật như vậy. Thì cái bài chia sẻ của mình đến đây là hết, cũng như là kết thúc cái phần mà châm cứu, học châm cứu từ đầu luôn. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ mình. Nhớ cho mình một like cũng như là một đăng ký kênh nhé. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau và những bài học tiếp theo.